À, các bạn ạ, à, ngay bên khuôn viên nhà của anh Hải thì sẽ là khu tổ chức sự kiện tối ngày hôm nay các bạn nhé. À, theo thông tin mình nắm được thì anh Hải tối nay sẽ tổ chức khoảng tầm 70 mâm, mỗi mâm ngồi 10, và giá trị của mâm cơm thì theo anh tiết lộ là bằng hết tất cả tình cảm cũng như là tấm chân tình của gia đình thì sẽ là hơ sơ khoảng tầm hơn 10 triệu một bàn. Thì bây giờ thì không gian chính của sân khấu tối nay các bạn nhé. Điều đặc biệt tối nay là có ca sĩ Hoàng Phúc các bạn ạ, là cũng sẽ bay ra để chung vui cùng anh chị. Thì bây giờ các bạn theo mình vào trong này để xem tối nay cái không gian dự tiệc như là không gian để gia đình Hải thể hiện tình cảm với mọi người thì nó sẽ như thế nào. Rồi mời bạn theo mình nhá. Ôi, mình đi tắt tí các bạn ạ. Anh Hải chia sẻ với bọn là anh xây nhà xong phát là khu này là làm đường luôn. Đây là một điều rất may mắn. Ở đây thì sẽ là hai ông thần tài rất là to, cũng có rất nhiều anh chị em gửi hoa cũng phải chuyển sang bên này. Ngoài ra thì tối nay sẽ có ông Bố Lân các bạn nhá. Đây là khuôn viên trong này là cho buổi tối ngày hôm nay. Tất cả khu vực này sẽ là phục vụ khách riêng của gia đình. Ở trên kia thì men nhạc đang khớp các bạn nhá. Tối nay sẽ là chương trình hát nhạc sống để cho anh em được xem tận mắt ca sĩ Hoàng Phúc hát như nào. Rồi đi sân khấu nào. Đó đây. Mình sẽ cho bạn xem thực đơn mừng tân gia tối nay các bạn nhá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cả nước nói là 17. Các bạn ạ, cái này tí mình sẽ review chi tiết cho bạn xem. Đấy, anh em đấy này. Món này món gì em nhỉ? Món gì đây? Tôm đúng không? Tôm, à đây. À, khu vực này sẽ là khu vực sân khấu. Chào anh Tài nhá. Nói chung là rất là vui và rất là hạnh phúc. Tối ngày hôm nay thì sẽ có một thước phim của anh Hải, gọi là có một thước phim kể về cuộc đời của anh Hải thì tối nay mình sẽ quay cho bạn xem nhé. Còn bây giờ thì mình ra ở kia giao lưu với anh em thôi. Tiếng ở đây là hơi ồn các bạn ạ. Giới thiệu các bạn là khu vực này sẽ là khu vực check in các bạn ạ. Tân gia Sapa TV, anh làm một cái backdrop rất là lớn, dinh thự Sapa TV các bạn nhá. Ngoài ra thì đây là khu vực cổng các bạn này, là tối nay sẽ có khoảng 4 lần các thứ luôn. Thì bây giờ các bạn cùng theo chân mình đi vào trong này để khám phá luôn. Ở trong kia vừa rồi tiếng nhạc hơi ồn các bạn ạ. Anh em Ben thì bây giờ nó đang set âm thanh ánh sáng để để tối nay là có thể là cho một đêm nhạc thật là hoàn hảo. Ở đây thì thực đơn như mâm cơm mình vừa giới thiệu các bạn, nó sẽ khoảng tầm mười mấy món. Thì ở đây là mình thấy có gà đen rồi là tôm chiên này các bạn. Tôm chiên xù luôn các bạn ạ. Thì bây giờ là mời các bạn cùng đi vào khám phá với mình thôi. Khu vực kia thì sẽ là khu vực của bếp các bạn nhá. Bếp thì hôm nay anh Hải chia sẻ là sẽ đưa đầu bếp từ nhà hàng xuống để mọi người có thể trải nghiệm ẩm thực. Trên màn hình đang trình chiếu những thước phim về cuộc đời anh Hải các bạn. Thì tối nay là mình sẽ được xem trực tiếp luôn. Bây giờ thì tất cả là rất tốt. Hôm nay thì anh Hải quay nguyên một con bê các bạn ạ. Con bê kia. Bê thì đang ở kia các bạn nhá, còn đang ủ. Bê đang ủ. Ngoài ra thì có khoảng tầm 6-7 chú lợn quay nữa. Đây bên này thì đang quay lợn các bạn ạ. Cái này thì mình không quay chi tiết được vì là còn để nguyên. Đây là con bê các bạn này. Đấy. Lợn quay này là lợn quay thương hiệu của Sapa TV các bạn. Đó. Còn bên này là khu âm thanh ánh sáng, như là khu vực để tốn anh em like. Đây. Đây là tôm chiên xù các bạn. Mọi người thì tôm to quá ạ. Mọi người thì đang gấp rút để hoàn thiện luôn. Chị là người đồng bào người Thái à?
Người dân tộc gì đây? Người Tây ạ. À, người Tây à? Vừa sau em thấy chị bắn tiếng ngang nhá. Khu vực này thì sẽ là khu vực hậu cần bếp bạn nhá. Chào anh em nhá. Đây thì sẽ là bí hậu các bạn này. Đấy. Nói chung là tất cả mọi thứ thì đang rất là gấp rút để đón khách thôi. Thì tí nữa mình sẽ quay mâm cơm đầy đủ các bạn nhá. Cho anh em xem ẩm thực của Sapa TV hôm nay như thế nào. À, còn đây là lợn cốm các bạn này. Lợn cốm bạn nhá, lợn cốm. Đấy, rất là ngon luôn. Đây các bạn, đây là con bê tối nay. Con này bao cân anh? Con này 70 cân. 70 cân ạ. Anh em nhìn anh quen lắm. Mấy năm ngoái mình lên đây được mà. Ờ nhờ anh đồng hương với em sao ấy? Thế Bình. Em cái xương. À thế ạ? Con đến cái xương này ạ? Em làm ở Lai Châu. Dạ. Đây các bạn. Dạ. Mời anh mình giao lưu nhá. Dạ. Đây các bạn. Bê thui hùng mập quá ạ. Thành phần đây Bình. Chào cậu Tài nhá. Em xuống từ sáng này anh. Dạ. Nay anh em ở đây công việc nó nhiều quá. Anh ơi cho em hỏi là khoảng tầm mấy giờ thì ca sĩ Hùng Húc đến anh? À cái này bí mật mà chắc là tầm 5 rưỡi các bạn. Dạ vâng, dạ dạ. Em đi quay ẩm thực một chút. Hôm nay không những Hùng Húc còn nhiều ca sĩ bí mật. Dạ dạ. Thế sao vậy nhá? Đây bạn. Thì tối nay anh Tài bật mí thôi là sẽ có rất nhiều các ca sĩ đó. Thì mình cũng đón chơi cho mọi người. Đây các bạn, là hôm nay thì anh mình một phong cách mới. Đây hôm nay thì đúng là doanh nhân rồi. Nói chung là nhìn anh chị thành công thì mình rất là vui mọi người ạ. Còn đây là anh em đồng nghiệp nhiều. Chợ phiên Tây Bắc cũng như là kênh trai bản như là rất nhiều anh em ạ. Ôi chào anh A nha. Ôi dồi. Đấy chào em Kinh nhá. Kia là Thịnh Nô các bạn nhá. À, về miền Tây Bắc nha, chào anh Long nha. À, chào Xuân Bình. Chào Tình nha, chúc mừng Lũ Bạc nha. Chào Lượng nha. Chào Trần Huy. Hôm nay anh em vừa sang hôm mấy giờ đây? Đợi tầm 1 giờ chiều gì đó. 11, 12 giờ hay là 1 giờ gì? Tối nay anh em mình vào nha. Anh Long ơi, anh em thì cũng đang rất tức bật các bạn. Còn đây là quà bán ra, quay các bạn này. Đó, thì cái này là lợn quay đặc sản với Hải. Chào Già Làng nhá. Tối nay phải va nhau Già Làng nhá. Các bạn, như một ngày hội của anh em mình khi mà được gặp gỡ, giao lưu cũng như chia sẻ các bạn ạ. Anh em mình sau dịp khai trương thì cũng chưa được gặp lại, thì hôm nay cũng anh Hải tân gia. Ơi, chào Siêu. Hôm nay em đã đi khám phá được nhiều chưa? Nhiều rồi, em đi từ tầng 1 thôi. Tất luôn. Tối nay là cũng phải 20 bài mình anh Hải chứ. Vâng. Ôi, chỉ sợ là không tới dịp mình hát. Không, chắc chắn sẽ đến. Không mang về. Nhưng mà em không phải nên không gì hát tặng ngoài anh em. Ok, không được. Đấy bạn, đây là Siêu Tây Nguyên. Okay, Siêu, tối anh em mình nhớ ngồi với nhau nhá. Ok, ngồi với nhau nhá. Ok, chào anh. Và đây đang. Còn bên này thì khu vực này nhà anh Hải rất tiện luôn. Chào anh nhá. Thì ở đây là sẽ gần ga Lào Cai, là gần quán cà phê khách sạn kiểu. Ở đây là mấy anh em mình đang ngồi ra đây uống nước tí bạn ạ. Ở đây thì nhìn thấy Mau Ca Mau Đệ rồi. Chào Mau Đệ. Đây. Chào Mạnh. Hôm qua có say không? Hôm nay khả hết giọng rồi, anh khả hết giọng rồi. Qua say không? Mấy em nghỉ luôn đây à? Đây, đây là tem của Lưu Siêu rồi. Chào mọi người. Khỏe chứ? Nạp năng lượng để tối chiến đấu nhá. Các bạn ạ, hôm nay đi tân gia thì anh em Lai Châu cũng tớ là cũng có ái mí bơ đi cùng nhau. Thì quà của mình thì mình tặng cho các bạn nha. Nhưng hôm nay ái mí bơ là cũng mang quà đến anh Hải. Và quà này thì mình thấy là rất là đặc biệt luôn. Ái mí bơ để bận mí là quà gì không ạ?
và Tân Gia Nhánh Hải ạ. Nhưng mà cái này thì hai khẩu thần công dạo dực. Đây các bạn, hai khẩu thần công dạo dực các bạn nhá. Rồi. Giờ bây giờ là hai em là sẽ đi vào chúc mừng. Đây là Thái Á Biển nhá. Dạ. Đây thì hôm nay là cũng hội tụ rất là nhiều anh em làm YouTube tại đây các bạn ạ. Và bây giờ hiện tại thì nhà anh Hải đã rất là đông khách và cũng đang tắt đường rồi. Nay mình gặp cả Hải Idol rồi. Hôm nay mới thấy Hải đây. Các bạn hiện tại thì bây giờ anh em đến đang rất là đông. Xong là mình may mắn là đến sớm các bạn ạ. Mình đứng trước được chương trình này là mình đến sớm hơn một chút. Để cũng may mắn là được quay cùng anh chị. Bây giờ là khung cảnh trước giờ Tân Gia các bạn. Anh Hải hôm nay thì như một doanh nhân rồi các bạn ạ. Phong cách Sumi đóng thùng rồi. Chị Tuyên thì hôm nay thì cũng rất là xinh luôn. Đấy các bạn. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều idol đến để chung vui cùng với anh Hải. Ở đây thì rất là nhiều các cháu xinh luôn. Xong thì mình thấy cả mấy anh em trong xoáy ca rồi các thứ đó. Bây giờ thì bắt đầu là anh em tổ chức múa lân các bạn ạ.
bạn, hôm nay thì cũng có rất nhiều chị em đến. Hôm nay thì bình thường là quay phim và xem YouTube là cũng tự tin lắm, nhưng mà hôm nay đứng ở đây trước tất cả mọi người rất là run. Nhưng mà thực sự là cái sự hiện diện của tất cả mọi người ở đây là niềm vinh hạnh rất là lớn đối với gia đình nhà Hải. Thông qua đây Hải xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin lời cảm ơn ạ. Em vô tình quanh bước đành, cứ thật nhiều thất thơ thì cũng thật nhiều, đỡ quay lưng đi để người ta khó. Mình ngồi cùng với Rua Thai các bạn ạ.
chào Mỹ Đô Tuệ nhá. Ngoài ra bên cạnh là gọi là phu nhân của Tuệ, kia là đây là Ado, Thịnh Nô, anh là kênh Đúng Quán TV, à Đúng Quán TV, Anh Long ở bên miền Tây Bắc. Chào các bạn. Có đây là An Lượng và chúc mừng anh em thôi. Anh em ơi. Đây ngoài ra thì có à chén mà chén tôi chén bản đây các bạn. Thì Mong Cường giống ngày hôm nay các bạn này. Đây thì sẽ có các món mình giới thiệu chiều nay rồi. Có công nhập rồi là cá hồi rồi là thịt trâu công chiên rồi là cá kho bê quay. Ngoài ra thì đây là gà kho bí đỏ. Cá này có một hốc. Có rồi em ơi. Thì bây giờ là anh em mình sẽ uống rượu đấy các bạn ạ. Ở đây thì rất là nhiều nhạc bản quyền nên là cũng không thể quay phim được. Nên là anh em hát cho nhau nghe thì tối ngày hôm nay thì lâu rồi anh không gặp nên là muốn thoải mái một chút bạn nhá.